như này đi em ơi. Dạ. Bây giờ này này, em quyết luôn thì anh cũng quyết luôn. Với cái số sim của anh hiện tại là 89 này, 6789 đúng không anh? Vâng, số sim này của anh nó vẫn đang là Vietnamobile đúng không ạ? Chính xác. Vâng. Thì anh thấy là cái số mà 789, 6789 người ta tính toàn từ trăm cơ. Vâng. Thực ra nếu mà là 689, 6789 thì nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên là cái đầu 092 ấy, thì vĩnh viễn hiện tại trong cái mắt của khách hàng ấy, thì vẫn luôn luôn coi đó là đầu 092 là của Vietnamobile. Thế còn nếu như đầu 096, 097, 098 hoặc là 090, 093, 091 đấy, thì tức là của các bạn chính. Em bảo này nhá, cái số mà 789, 6789 em đã trên mạng người ta đăng mà xem. Nhưng mà tất nhiên là thôi, thì bây giờ người ta đăng đơn vị của người ta đăng. Dạ. Người ta bán bao nhiêu đơn vị của người ta bán. Dạ. Nhưng vâng. Mà mình chỉ còn làm một cái test so sánh, người ta là 789, 6789, mình là 689, 6789 thì cũng không phải là mình xấu hơn người ta một chiều một vực được. Nói chung là về cái việc mà về việc số sim này đẹp hay không đẹp thì em nghĩ rằng là rõ ràng là rất là đẹp rồi anh ạ, rất là đẹp. Anh thì anh nói trước đây thì mấy chị em Hải Phòng nó cũng đang nặng nặng rồi mua của anh ấy. Vâng. Nhưng mà thôi bây giờ nói ra thì cái giá đấy thì em bảo thì ông đi vào bán với người ta thì nghe nó buồn cười lắm. Vâng, đúng rồi. Bởi vì cái số này nữ dùng được, nam cũng dùng được. Thế còn đúng là em nói đầu 092 thì mình phải chịu thôi. Vâng, đúng rồi. Cái đầu mà sang Việt theo thì phải đi được một nhẹ khác. Đúng rồi, nếu mà nó là 096 thì lại khác, 097 thì lại khác. Cái mạng này nó vẫn phải sang hết Việt Nam thôi. Hoặc là Việt Nam mua hoặc là các mạng khác thôi, còn Việt Nam Mobile thì anh nghĩ là bây giờ thì thực ra là anh để anh dùng anh chuyển mạng rồi ấy. Người ta nhận với anh là giá chọn gói là 1 triệu đấy, trả giống gì em. Vâng. Thực ra việc chuyển mạng xong thì việc bán nó cũng không có hơn giá là mấy anh ạ. Đấy, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì anh vẫn đang nói là chuyển mạng để anh dùng chứ không phải là anh chuyển mạng để anh kinh doanh xin số em ạ. Dạ vâng. Đấy, đâm ra là em cứ cân nhắc rồi có gì nhưng mà thiện chí đi. Em thì em nghĩ là em cứ gửi anh. Thì vẫn là giá trên mạng bọn em trả giá cho anh. Vâng. Cái giá đấy thì em mua về rồi em còn bán, nói chung em nghĩ là em bán thì cũng bán được trên triệu nhưng mà không nhiều. Và em sẽ phải ôm một thời gian. Khả năng em cũng phải chuyển mạng để dễ chuyển bán hơn. Tốt quá, anh nghĩ là nếu mà chuyển mạng dùng số này nó không được. Vâng, đúng rồi. Không, nó số này nó số tốt mà. Số đẹp anh, em nhìn được số rất đẹp. Chẳng qua cái giá cả đấy, anh em mình cân đối thôi. Anh cứ cân nhắc đi, xong rồi anh alo cho em, anh nhá. Anh tên là gì anh nhỉ? Anh là Vũ. Anh Vũ, vâng, anh Vũ đang ở chỗ nào anh nhỉ? Bây giờ này nhá, em ơi, anh bảo này. Vâng. Bây giờ là em cứ bảo là em giả anh 1 triệu đúng không? Dạ. Thế bây giờ tối đa em có thể giả thêm được bao nhiêu? Nói chung là chênh lệch thêm được một vài triệu anh. Thêm được một vài triệu nữa anh ạ. Nó thực sự nó là cái hơi tiếc với anh. Vâng. Vấn đề dùng thì nó một số hay hai số thì nó cũng, nhưng mà anh thấy hơi tiếc. Thôi thì em cứ để anh suy nghĩ một tí, em suy nghĩ một tí đi. Dạ, thôi thì vâng. Em cũng với lên một tí, anh cũng có thể là anh ấy xuống một tí. Dạ. Vâng, anh em mình cũng không kinh doanh xin số hay đâu. Dạ, vâng. Nói chung thì là anh em mình cũng cùng cân đối anh ạ. Là cái số anh đang gọi cho em, còn cái số kia thì anh hàng tháng anh vẫn gọi đều. Không có anh gì là số kia của anh. Anh đã làm thủ tục anh nộp sang bên Viettel của chỗ Trần Cát Chân rồi chứ. À thế ạ. À, về Việt Nam Mobile chỗ Trần Cát Chân rồi. Nhưng vâng. Nó cứ phải chờ đợi. Vâng, theo em nghĩ là anh em mình cùng cân đối. Anh cứ đưa ra một cái phương án mà tiệm cận với cái giá mà em đã đề xuất thì anh em mình cùng nhau đàm phán tiếp anh ạ. Thôi bây giờ thế này đi em ơi. Dạ. Thôi bây giờ này này. Em quyết luôn thì anh cũng quyết luôn. Thì thôi, chịu đi. Đấy, anh viết giấy viết tờ ra làm sao đấy rồi anh giao xin cho em như nào để xin anh cầm cho người. Chứng minh chứ anh ở đây. Em gửi anh thôi nhảy nhá, em gửi anh. Anh em mình vào việc. Ừ. Thế thì bây giờ là thôi được rồi. Bây giờ em gặp anh hay là anh gặp em hay là ở chỗ nào anh nhỉ? Anh chờ em chút để em sắp xếp. Bây giờ 6 rưỡi rồi chưa biết là có kịp giờ để mà giao dịch hay không. Đấy. Dạ rồi. Vâng nhá, thế để em sắp xếp. Anh giao cho em luôn.
Dạ vâng, ok, thế để em sắp xếp nha, anh chờ chút xíu. Không biết là Việt Nam bay tầm này còn làm việc không nữa, để em xem nhé. Xem là các bạn còn làm việc không, dạ vâng, ok. Vâng. Dạ vâng. Chút xíu.